Chào các bạn cộng tác viên, lần trước mình đã giới thiệu đối tác mới của Vitest cũng như dòng sản phẩm mới là bảo hiểm ung thư Liberty. Liberty không chỉ đứng đầu trong lĩnh vực sức khỏe con người mà còn mở rộng ra trong nhiều lĩnh vực khác như bảo hiểm tài sản và thiệt hại. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình bán các dòng bảo hiểm khác của Liberty. Bước đầu tiên, các bạn cần truy cập vào website libertyinsurance.com.vn để chọn loại hình bảo hiểm muốn bán là bảo hiểm cá nhân hay bảo hiểm doanh nghiệp. Bước thứ hai, chọn loại bảo hiểm và kiểm tra mức phí bảo hiểm tại mục tính phí bảo hiểm. Chúng ta thử chọn một loại sản phẩm như là bảo hiểm tai nạn con người. Xem. Để tìm hiểu thêm thông tin về bảo hiểm tai nạn con người, các bạn nhấn vào nút tìm hiểu. Còn để tìm hiểu về mức phí của loại bảo hiểm này, các bạn nhấn vào nút tính phí. Bây giờ mình sẽ thử tìm hiểu xem người ta mô tả bảo hiểm tai nạn con người này như thế nào. Thì dưới đây là phần mô tả của loại bảo hiểm tai nạn con người. Bước thứ 3, sau khi chọn loại hình bảo hiểm muốn bán và đọc thông tin giới thiệu để giới thiệu cho khách hàng, các bạn gửi tài liệu có liên quan tại mục tải tài liệu. Thì các bạn có thể kéo xuống tại mục cuối cùng. Tải tài liệu ở đây có quy tắc bảo hiểm, mẫu đơn yêu cầu bồi thường và mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm. Các bạn nhấn vào mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm. Thì đây chính là mẫu các bạn sẽ gửi cho khách hàng của mình. Khách hàng là người trực tiếp điền vào mẫu đơn này, chứ không phải cộng tác viên có thể điền thay khách hàng nhé, nên các bạn cần lưu ý. Nhắc khách hàng ký xác nhận tại phần cuối cùng. Sau đó chụp mẫu yêu cầu bảo hiểm chuẩn, hợp lệ gửi đến công ty Vitest qua email hỗ trợ@vitest.com.vn. Bước thứ 5, sau khi chứng thực yêu cầu bảo hiểm, Liberty sẽ gửi khách hàng hợp đồng bảo hiểm dưới hai hình thức. Hình thức thứ nhất, qua email có kèm con dấu điện tử của Liberty, khách hàng không mất thêm phí vận chuyển hợp đồng. Hình thức thứ hai, hợp đồng giấy gửi trực tiếp về cho khách hàng chịu phí từ 15 đến 20 ngàn đồng tùy khu vực sinh sống. Sau khi nhận được hợp đồng, khách hàng ký và chụp lại bản gốc, gửi về công ty Vitest qua fanpage của Vitest hoặc qua email hỗ trợ@vitest.com.vn. Bước thứ 6, khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản. Chủ tài khoản là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Việt Nam Hương Thịnh, số tài khoản 245169929, Ngân hàng Á Châu ACB, chi nhánh Ngân hàng Hòa Hưng Hồ Chí Minh, nội dung chuyển khoản, số điện thoại người gửi, gạch dưới Liberty, gạch dưới số hợp đồng. Trên đây là toàn bộ quy trình bán sản phẩm khác của Liberty. Để theo dõi thêm, các bạn có thể nhấn vào vitest.vn tại mục hướng dẫn. Hướng dẫn cộng tác viên bán sản phẩm bảo hiểm Liberty, xem quy trình. Quy trình đã được viết lại rất là chi tiết và cụ thể. Các bạn kéo xuống tại mục cuối cùng có thể nhìn thấy mức hoa hồng. Thì cộng tác viên đọc rõ phần này để nắm các mức hoa hồng tùy theo các loại bảo hiểm khác nhau. Các bạn cũng đừng quên theo dõi kênh YouTube Vitest và website chính thức của Vitest để cập nhật thông tin nhanh nhất cũng như được đội ngũ nhân viên Vitest hỗ trợ một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.